Nga bắn nổ kho đạn, phá trạm chỉ huy, diệt hàng trăm tay súng Ukraina. Nga tấn công, phá hủy hệ thống phòng không được phát triển riêng cho Ukraina. Giao tranh dữ dội, tuyến phòng thủ của Ukraina bị Nga xuyên thủng. Các lực lượng Hồi giáo tại Liban, Iraq tấn công miền Bắc và miền Nam Israel. Mỹ cảnh báo Israel về kết cục của chiến dịch quân sự ở Rafah. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Mới đây, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, trong ngày 9 tháng 5, các lực lượng Nga phá hủy một trạm chỉ huy quan sát và một kho đạn giả chiến của Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy một trạm chỉ huy quan sát của lữ đoàn cơ giới số 65 của quân đội Ukraine, một kho đạn dược giả chiến của nhóm tác chiến Donetsk và tấn công các cụm nhân lực và khí tài quân sự của Kiev ở 105 khu vực khắp chiến tuyến. Trong khi đó, Nga cũng thông báo tiếp nhận thông tin lính đặc nhiệm Anh đầu hàng tại khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Moscow đã đẩy nhanh tiến công ở Donetsk và gây nhiều thiệt hại cho các lực lượng Ukraine tại chiến trường này. Theo đó, quân Moscow hạ hơn 770 binh sĩ Kiev phá hủy một loạt khí tài hạng nặng gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép M113, pháo phản lực M777, pháo tự hành M777, pháo tự hành M109, Paladin đều do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Vosdika, pháo tự hành FH-70 Anh sản xuất. Ông Roman Cochrane, người phát ngôn của nhóm chiến đấu Dnepr cho biết, các đơn vị của nhóm chiến đấu Dnepr đã phá hủy hai tàu thủy Ukraine trên sông Dnipro -E trong ngày qua. Ông Cotrian cho biết thêm, các đơn vị của nhóm chiến đấu DNIP đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu hoặc kiểm soát khu định cư Rabotino, tiếp tục phá hủy tàu thủy Ukraine gần hưởng ngạn sông DNIP, liên tục phá hủy UAV trinh sát và tấn công của Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 28 UAV, hai tên lửa chiến thuật tầm xa, ATACMS ms bị sản xuất, và 15 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire Cộng hòa Xét sản xuất. Trong khi đó, SF đăng tải đoạn video máy bay không người lái Lancet Nga tấn công hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công chính xác khiến hệ thống phòng không bốc cháy bị phá hủy hoàn toàn. Vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hệ thống được phát triển dành riêng cho lực lượng Kiev bởi một nhóm chung của Bộ Quốc phòng Anh và gã khổng lồ quốc phòng châu Âu MBGA trong vòng 4 tháng. Nó bao gồm một hệ phóng đôi dành cho tên lửa ASRAM do Anh sản xuất cùng với hệ thống dẫn đường quang điện HOSKJ. Hệ thống phòng không được lắp đặt trên khung gầm xe đa dụng bọc thép Supercast HMT-600 Tên lửa tầm nhiệt ASRAM có tầm bắn 25 km, nhưng chỉ khi được phóng từ trên không, tầm bắn sẽ giảm đáng kể khi tên lửa được phóng từ mặt đất. Việc chuyển giao hệ thống phòng không tạm thời này đã bắt đầu vào năm ngoái. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống đang được trang bị cho lực lượng vũ trang Kiev. Hệ thống này có khả năng phòng không tầm ngắn, chống lại trực thăng tấn công, tên lửa hành trình, máy bay không người lái cảm tử. Tuy nhiên, trong trường hợp này nó đã thất bại trước máy bay không người lái Lancet. Vừa qua, các đơn vị quân đội Nga tiếp tục triển khai nhiều đợt tấn công ở khu vực Rasnogorovska thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Sự chú ý đặc biệt tập trung vào khu vực phía đông của thành phố sau khi quân đội Nga kiểm soát một phần khu công nghiệp thì bắt đầu triển khai tấn công theo hướng phố Chaskovki. Hiện tại, ở khu vực phía đông Rasnohorivska, quân đội Nga vẫn nắm giữ bệnh viện, khu vực trung tâm và trường kỹ thuật nông nghiệp, nhưng đang phải chịu áp lực rất lớn từ các cuộc tấn công của quân đội Nga do nguồn cung khó khăn và không thể nhanh chóng chuyển quân dự bị, nên việc phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Ở phía tây thành phố, sau hồ chứa Zhukovsky, pháo binh Nga đang tích cực tấn công vào các vị trí phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời tiến hành pháo kích Selysdovo theo báo cáo từ Selidovo, quân đội Ukraine đang cố gắng chuyển quân tiếp viện bằng đường sắt đến khu vực có các tuyến phòng thủ kiên cố. Nhưng các đợt tấn công liên tục của lực lượng Nga khiến cho quá trình chuyển quân này gặp nhiều khó khăn. Điều đó khiến lực lượng vũ trang Ukraine đối mặt với nhiều vấn đề. Thưa quý vị, một máy bay không người lái UAV cảm tử Ukraine hôm 9 tháng 5 đã tấn công vào nhà máy lọc dầu Neptekim Salavat của Nga nằm cách biên giới hai nước hơn 1.400 km. Trang quân sự miu in dẫn nguồn từ kênh tin Pasa của Nga cho hay vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat thuộc quản lý của tập đoàn dầu khí Gazprom xảy ra vào lúc 13 giờ chiều ngày 9 tháng 5 tại Spaskiria, Nga. Hỏa hoạn đã xảy ra bên trong khuôn viên nhà máy. Theo báo cáo sơ bộ, vụ tấn công không gây thương vong về người. Thông báo của kênh Pasa đăng trên mạng xã hội Telegram viết. Trong video được kênh Baza công bố sau đó, một người dân có mặt ở thời điểm vụ tấn công sắp xảy ra đã ghi lại hình ảnh chiếc UAV bay xung quanh khu vực nhà máy lọc dầu. Ở đoạn sau của video có thể thấy ngọn lửa lớn bốc lên từ một khu vực bên trong nhà máy. Hiện giới chức Nga chưa thể xác định loại UAV nào được Ukraine sử dụng để tấn công nhà máy lọc dầu. Theo nguồn tin từ Reuters, khu vực gần nhất mà quân đội Ukraine nắm quyền kiểm soát ở tiền tuyến nằm cách nhà máy Nevstekim, Salabas, hơn 1.400 km. Trang Mill Inur dẫn nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, Nevstekhim Salavat là nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 tại Nga. Công suất lọc dầu của nhà máy này có thể lên tới 10 triệu tấn một năm. Mới đây, theo tờ Business Insider, trong đoạn video do một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Tấn công Edelweiss của Ukraine công bố, UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu tấn công vào các phương tiện quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga. Trong video, UAV Ukraine đã tiếp cận một xe chiến đấu bọc thép của Nga, với phần trên được gia cố bảo vệ bằng chiếc lồng. UAV đã bay lùi lại trước khi lao vào tấn công phương tiện của Nga. Đoạn video còn cho thấy ba phương tiện đang bốc cháy trên chiến trường. Quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng lồng bảo vệ là những khung hoặc màng trắng tạm thời nhằm hạn chế tác động từ đòn tấn công bằng tên lửa của đối phương. Song theo các chuyên gia, những phiên bản lồng bảo vệ đầu tiên phần lớn không có tác dụng khi chúng đối mặt với tên lửa chống tăng Javelin và NLAVK. Thưa quý vị, Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 47 Ukraine, đơn vị đang tác chiến gần thành phố Abdiivka ở tỉnh miền đông Donetsk ngày 9 tháng 5 đăng video cho thấy cuộc tấn công quy mô lớn bằng đội hình xe tăng thiết giáp Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến đối phương. Đầu video, hai thiết giáp Nga di chuyển trên đường hướng về phòng tuyến của lực lượng Ukraine, cả hai đều được gắn giáp lồng chống ron tự sát. Một chiếc được trang bị thêm thiết bị tác chiến điện tử, sau khi đi vòng qua sát một phương tiện bị phá hủy. Thiết giáp Nga dẫn đầu mũi xung kích bất ngờ phát nổ dữ dội, có thể do cắn phải mình chống tăng hoặc trúng đạn của pháo lửa đoàn 47. Đòn đánh khiến chiếc xe mất khả năng di chuyển, buộc các binh sĩ phải bỏ xe. Thiết giáp này sau đó bị Ron ukraina đánh bội và cháy trợ khùng. Thiết giáp mang thiết bị gây nhiễu phía sau cũng bị tấn công, song dường như không bị hư hại. Trong đoạn video tiếp theo, một thiết giáp bánh xích MT là bờ Nga, vừa thả binh sĩ xuống trạm xe buýt thì bị trúng đàn pháo và phát nổ. Lực lượng Ukraine sau đó tiếp tục triển khai drone góc nhìn thứ nhất FPV để tung đoàn kết liễu. Đội hình chính của mũi xung kích gồm 3 xe tăng, trong đó có xe T-80 và T-90M, nhưng cũng liên tiếp bị Ron FPV Ukraine tập kích. Một xe tăng T-80 bị vô hiệu hóa và bỏ lại, trong khi hai chiếc khác tìm cách tiến lên theo hàng dọc. Chúng tiếp tục bị đối phương nhắm mục tiêu và tạo ra vụ nổ lớn có thể nhìn thấy từ xa. Tuy nhiên, một chiếc được cho là dòng T-90M và có gắn giáp phản ứng nổ tiếp tục di chuyển về phía trước bất chấp một tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM bay sượt qua đôi xe. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, Nhà Trắng ngày 9 tháng 5 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Jaffa sẽ không thúc đẩy mục tiêu đánh bại phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Phát biểu trước báo giới, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nêu rõ, theo quan điểm của ông ấy Biden, chiến dịch tấn công Jaffa sẽ không thúc đẩy được mục tiêu đó. Theo ông Kirby, Hamas đã bị Israel gây áp lực lớn, và hiện có nhiều biện pháp tốt hơn để truy lùng tàn dư của giới lãnh đạo phong trào này, thay vượt một chiến dịch có rủi ro cao đối với dân thường. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng cũng lưu ý, lập luận cho rằng bằng cách nào đó chúng tôi đang rời xa Israel hoặc không sẵn lòng giúp họ đánh bại Hamas là không phù hợp với thực tế. Cũng trong ngày 9 tháng 5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố chiến dịch quân sự lớn ở Rafah sẽ làm suy yếu vị thế của Israel trong những cuộc đàm phán giải thoát con tin với hamas ông miller nhấn mạnh washington tiếp tục phối hợp với israel liên quan đến các nội dung sửa đổi đối với đề xuất ngừng bắn do hamas đưa ra đồng thời cho biết các bên đang từng bước hoàn thiện văn bản của một thỏa thuận song quá trình này vấp phải muôn vạt khó khăn trong khi đó lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái UAV tấn công cơ quan chỉ huy quân sự của Israel tại khu định cư Kfar Gisladie ở miền bắc Israel gây thương vong một số sĩ quan theo tuyên bố của Hezbollah cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ không kích của Israel tại làng Basilefs miền nam Liban khiến ba thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong khi đó, các nguồn tin quân sự Liban cho biết Israel đã thực hiện 5 đợt không kích và bắn khoảng 30 quả đạn pháo vào một số địa điểm thị trấn và làng mạc biên giới ở miền nam Liban. Cũng theo các nguồn tin này, khoảng 30 tên lửa đất đối đất và một số loạt tên lửa đã được phóng từ Liban về phía bắc Israel. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Liban và Israel leo thang từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, sau khi Hezbollah bắn hàng loạt rocket về phía Israel để bày tỏ ủng hộ phong trào Hamas ở giải Gaza tấn công vào Israel một ngày trước đó. Israel sau đó đã nã pháo về phía Đông Nam Đề Băng để đáp trả vụ tấn công của Hezbollah. Chuyển qua các tin đáng chú ý khác ngày 9 tháng 5, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết lũ lụt và lỡ đất do mưa lớn đang ảnh hưởng đến gần 1 triệu người ở khu vực Đông Phi. UNICEF nêu rõ một số lượng lớn người dân ở Burundi, Kenya, Somalia và Tanzania đã phải di dời. Lũ lụt và lở đất cũng đã gây thiệt hại đáng kể, phá hủy nhà cửa, trường học, nhiều cơ sở hạ tầng cũng trôi mùa màng, hoa màu và vật nuôi. Trong một tuyên bố tại thủ đô Nairobi của Kenya, Giám đốc UNICEF khu vực Đông và Nam Phi, Esleva Kadili, nhấn mạnh rằng. Mưa lớn và lũ lụt đã làm gián đoạn cuộc sống, đồng thời gây rủi ro đáng kể cho trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện an toàn và sức khỏe cũng như khả năng tiếp cận thực phẩm, nước sạch và các dịch vụ thiết yếu vẫn là điều quan trọng nhất. Cadilly cho biết, tính dễ bị tổn thương của các cộng đồng ở miền Đông và miền Nam Châu Phi đã gia tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hàng hắn và lũ lụt do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra ngày càng tăng, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về tương lai của trẻ em trong khu vực. Hiện UNICEF đang hợp tác chặt chẽ với các chính phủ và đối tác địa phương cùng các cộng đồng chịu ảnh hưởng để xác định những nhu cầu cấp thiết nhất và đảm bảo rằng trẻ em được an toàn có thể tiếp tục học tập cũng như nhận được hỗ trợ tâm lý xã hội khi cần thiết. Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 9 tháng 5 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Tiêu miền nam nước này. Ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và hơn 10 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại phòng cất trữ hóa chất của nhà máy gần khu vực Sivakasi, thuộc huyện Virudhunagar, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu khoảng 540 km về phía tây nam. Sự việc cũng gây ra hỏa hoạn tại đây. Theo cảnh sát, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, những người nói trên đang làm việc trong nhà máy. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ nghiêm trọng trên. Tuy nhiên, cảnh sát nghi trong quá trình xử lý hóa chất đã xảy ra ma sát dẫn đến phát nổ. Các vụ nổ thường xảy ra tại các cửa hàng và nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ, chủ yếu do hành vi phớt lờ các tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại